xin trân trọng cảm ơn và mời các em tự chỗ. Tiếp theo, em Nguyễn Thị Thanh Phúc lớp 21, Phan Thị Thùy Đi lớp 21, Trương Ngọc Như Ý lớp 21, Huỳnh Thị Huỳnh Như lớp 21, Nguyễn Thị Thu Huyền lớp 22, Nguyễn Gia Kính lớp 22, Huỳnh Thị Thúy Ngân lớp 22, Quỳnh Thị Yến Nhi lớp 22, Ngô Thảo Như lớp 22, Ngô Tập Thanh Phát lớp 22, Lê Thị Bảo Thi lớp 22, Nguyễn Nhã Trân lớp 22, Nguyễn Nam Tú lớp 22. Xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Cô, Đảng ủy viên cán bộ tuyên giáo xã Khánh Thạnh Tân, cùng với ông Thạnh Văn Hùng, nguyên hiệu trưởng trường Tiểu Học Khánh Thạnh Tân hai. Xin trân trọng kính mời hai ông lên phát quà cho em.